Quỳnh xin chào tất cả các quý phụ huynh yêu quý và cùng với các con nha. Thì sau cái khoảng thời gian nghỉ hè, cô cháu mình cho đến bây giờ vẫn chưa được gặp nhau do tình hình Covid-19 đúng không ạ? Thì như quý phụ huynh cũng đã biết và các con hầu như cô biết là bạn nào cũng biết hết là hiện nay cái tình hình dịch Covid-19 nó rất là nghiêm trọng, nó rất là phức tạp. Cho nên là trường của chúng ta cũng như cô và con chưa gặp nhau. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ với các con cùng với cha mẹ của mình về cách thực hiện 5K để mình làm như thế nào để khi mà mình đi ra đường, mình tiếp xúc với ai đó, mình sẽ giữ được cái khoảng cách và mình sẽ giữ được cái 5K này sẽ giúp cho mình hạn chế cái khả năng bị lây nhiễm Covid-19. Thì như tất cả các quý phụ huynh cũng đã biết, thông tin đại chúng cũng như là truyền hình cũng như là loa phát thanh nói rất là nhiều về cách thực hiện 5K này rồi. Nhưng mà hôm nay Quỳnh sẽ làm clip này để mà chia sẻ cũng như là gặp gỡ các con qua cái màn ảnh nhỏ này về cách thực hiện 5K nha. Thì trước tiên là già là phải đeo khẩu trang. Và khi mà các con nè, các con nhớ nè, mình đeo khẩu trang á, người lớn thì có khẩu trang lớn, còn các con bé thì con có cái khẩu trang bé nha. Còn nếu như mà các con mà cha mẹ mình không có điều kiện mua cho mình cái khẩu trang nhỏ thì con có thể sử dụng khẩu trang lớn này, và con sẽ buộc cái quai này lại cho nó ngắn lại để cho các con dùng nha. Thì đeo khẩu trang như thế nào cho đúng thì các con nhìn cô mình sẽ hướng dẫn nè. Trước khi đeo khẩu trang là các con sẽ xịt khuẩn cái tay của mình. Xịt khuẩn cái tay của mình ha. Xịt khuẩn đến chi ạ? Để cho cái tay của các con nó được sạch, nó bảo đảm an toàn. Sau đó các con sẽ cầm cái khẩu trang lên. Và khi các con cầm khẩu trang, các con nhớ nè, các con sẽ cầm hai cái quai khẩu trang này. Mình không có được cầm ở cái bề mặt của khẩu trang cũng như không được chạm vào cái mặt trong của khẩu trang, mà mình sẽ cầm hai cái quai, sau đó mình sẽ đeo lên trên mặt của mình và mình sẽ dùng tay mình sẽ bóp cái miếng kẽm cho nó ôm sát vào mặt của mình, và đồng thời mình kéo cái ở phía dưới xuống để cho nó ôm sát cái mặt của mình. Và cô chia sẻ với các con nè, cũng như là quý phụ huynh mình có thể dùng thêm kính chống giọt bắn rất là tốt đó. Khi mà cô đi ra đường lúc nào cô cũng có khẩu trang và cái kính chống giọt bắn này đeo vô như thế này thì mình rất là an toàn, rất là an toàn. Khi mà mình tiếp xúc với một ai đó mình sẽ an tâm hơn, tại vì cái kính chống giọt bắn này nó khi mà người khác nói chuyện với mình thì cái khả năng mà tiếp xúc để vào khẩu trang mình cũng hạn chế rất là nhiều. Cho nên quý phụ huynh mình có thể trang bị cho mình cũng như là cho bé cái kính chống giọt bắn. Thì kính chống giọt bắn này có cả cho trẻ em luôn nha quý phụ huynh ha. Thì đây là một cái bước đầu tiên trong cách thực hiện 5K. Khi mình tháo kính ra cũng vậy, mình cũng sẽ cầm hai bên cái quai của kính này, và khi mình tháo khẩu trang thì mình sẽ cũng tháo hai cái quai hai bên như thế này, tháo hai bên như thế này. Và nhớ tuyệt đối không dùng tay chạm vào mặt ngoài của khẩu trang cũng như là mặt trong khẩu trang sau khi mình tháo ra bằng hai cái quai này, và mình vứt cái khẩu trang này vào sọt rác. Khi mình bước ra ngoài nhà và mình khi mình trở về thì mình phải bỏ ngay khẩu trang đó, không được sử dụng lại, rất là nguy hiểm. Và khi tháo khẩu trang ra rồi thì cái việc tiếp theo là gì ạ? Cái bước thứ hai đó là cái bước sát khuẩn. Quý phụ huynh mình lúc nào cũng phải mang cho mình một cái chai sát khuẩn nhỏ ở bên cạnh của mình. Khi mình đi mua, mình đi chợ, mình mua cái gì đó là mình sẽ dùng cái chai sát khuẩn này, mình sẽ xịt tay của mình sẽ xịt tiền do người bán hàng đưa cho mình, hoặc là mình sẽ xịt vào cái bọc mà người ta đựng hàng hóa cho mình sẽ xịt vào đó. Và khi về nhà mình sẽ bỏ ngay cái bọc đó, đừng mang vào nhà, rất là nguy hiểm ha. Phụ huynh nhớ nha, xịt khuẩn nè. Đây là cồn nha, và quý phụ huynh mà các con nhớ nha, khi mà con đi đâu á, các con phải nói với mẹ mình là chuẩn bị cái chai xịt khuẩn này để sát khuẩn ha. Và nếu như ở nhà thì mình sẽ có già, mình sẽ có cái chai Lifebuoy. Cái chai Lifebuoy thì cái cách thực hiện rửa tay với Lifebuoy này là sẽ mấy bước ạ? 6 bước đúng không các con? Cô đã dạy các con lớp rồi, có 6 bước nè. Thì hôm nay nè, cô sẽ cho con xem lại 6 bước. Đây là 6 bước nha. Rồi, các con có thể nhờ cha mẹ của mình mở cái YouTube lên xem lại cái 6 bước rửa tay như thế nào nha. Đó, hôm nay thì do cái thời gian không có nhiều nên cô không có chia sẻ 6 bước đó cho các con, mà cô chỉ chia sẻ là 6 bước rửa tay với Lifebuoy. Rồi, và cái thứ ba nữa đó là gì? Đó là mình phải giữ cái khoảng cách. Khi mà quý phụ huynh mình đi ra đường tiếp xúc với ai đó, người thân hay người lạ gì cũng vậy, mình phải cố gắng giữ khoảng cách là 2 mét, tối thiểu là 2 mét. Và các con nhớ này, các con hạn chế đi ra đường. Chúng ta còn nhỏ, chúng ta không có cần thiết lắm phải đi ra đường. Trong thời gian này thì cô Quỳnh khuyên các con là con nên ở nhà, các con nên ở nhà với cha mẹ mình, các con ăn cho ngoan, ngủ cho ngoan và vâng lời cha mẹ. Tại vì trong cái thời gian này á, mình không có nên đi đến siêu thị cũng như không có nên đi đến những cái khu vui chơi rất là đông người, rất là nguy hiểm. Các con ở nhà thật là ngoan đi, và khi nào hết dịch rồi thì cha mẹ sẽ đưa các con đi đến đó chơi và đi học, mà cô cháu mình sẽ gặp nhau, mình sẽ vô trường mình chơi với nhau nha. Cho nên trong thời gian này các con đừng đi đâu hết, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các con nè. Và với phụ huynh mình khi đi tiếp xúc với ai đó là phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Và cái thứ tư nữa là tránh tập trung nơi đông người. Nơi nào đông người thì mình hạn chế tập trung. Mình đi test Covid cũng vậy, mình đi đi chợ đi đâu cũng vậy, mình thấy chỗ nào đông đông người thì mình giảm cái khoảng cách ra, mình cứ để cho người khác mua trước và mình đến mua sau không sao cả. Và khi mình đi tiêm vaccine hoặc là đi test Covid cũng vậy, mình giữ cái khoảng cách 2 mét. Và nếu như quá đông thì mình sẽ đợi một thời gian đó mình đến để mình giữ cái an toàn cho bản thân mình cũng như người thân của mình. Và cái bước thứ năm nữa rất là quan trọng nữa, tức là khi quý phụ huynh mình di chuyển từ vùng này sang vùng khác thì quý phụ huynh mình sẽ khai báo y tế cái nơi nơi mình ở để chi, để cho họ theo dõi
cái sức khỏe của mình, hoặc là họ sẽ biết được là ngày hôm đó mình đã tiếp xúc với ai, và khi có cái trường hợp nào không may xảy ra thì họ sẽ nắm được cái thông tin và họ sẽ báo cho mình để làm gì, để bảo vệ cái sức khỏe mình thôi quý vị ạ. Thì hôm nay cô mình đã chia sẻ với cha mẹ của các con nè, và với các con cách thực hiện 5K, và cô hy vọng là các con cái mùa dịch này các con thật là khỏe mạnh, và con sẽ là ăn ngoan ngủ ngoan và không có đòi đi chơi. Và sau khi hết dịch rồi cô cháu mình sẽ gặp nhau nha. Cô chào con, mình chào tất cả các